Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món cà tím nhồi thịt. Đây là một món ăn có thành phần kết cấu rất là đặc biệt, lạ mắt. Ăn thì rất là ngon. Mình dùng cùng với tương ớt hoặc là nước chấm chua ngọt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện nhé. Mình dùng 2 quả cà tím. Đầu tiên thì mình sẽ rửa sạch đi và bỏ phần cuống. Bỏ phần cuống đầu này đi các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ thái khoanh 2 quả cà tím này ra. Khoanh cà tím khoảng 2 cm. Mình cắt đều tay nhé. Tiếp theo thì mình sẽ dùng một con dao có mũi nhọn như thế này và khoét phần ruột ở bên trong ra. Các bạn thật nhẹ nhàng. Chúng ta có thể dùng cả ở mặt sau để cho giúp dễ tách phần ruột ra hơn. Vậy là mình được một khoanh cà tím. Chúng ta chọn những quả cà tím mà mập một chút, tức là có phần đường kính lớn thì mình sẽ có những cái khoanh cà tím to hơn. Mình làm cả hai mặt. Các bạn lần lượt làm đến hết nhé. Phần ruột của quả cà tím này thì chúng ta không bỏ đi mà mình sẽ để riêng ra. Để một lát nữa mình sẽ trộn cùng với thịt. Mình để riêng những khoanh cà tím ra và tuyệt đối không được để dính nước nhé. Nếu như chúng ta để dính nước thì khi mà mình rán sẽ bị văng dầu đấy. Còn lại là những khoanh cà tím bé, chúng ta không thể bỏ ruột được và phần ruột của cà tím. Mình chỉ dùng một phần nhỏ thôi, còn một phần thì chúng ta sẽ cất đi để làm món khác nhé. Như là món cà tím xào hoặc là cà tím nấu canh chẳng hạn. Mình sẽ dùng một phần ruột và một phần những lát cà tím. Chúng ta băm nhỏ ruột của quả cà tím cùng với cả những lát cà tím thừa ra. Mình dùng một chút cà rốt, chúng ta cũng thái nhỏ. Sau đó thì băm nhỏ ra. Chỗ cà rốt này khoảng 30 g. Chúng ta băm nhỏ cà rốt ra như là phần ruột của quả cà tím các bạn nhé. Tương tự với củ hành tím thì mình cũng cắt nhỏ, đập dập và băm nhỏ ra. Các bạn cũng có thể dùng dụng cụ xay hành tỏi để cho nhanh hơn.
các bạn nhúng lưỡi dao vào trong nước sẽ giúp cho mình đỡ bị cay mắt khi băm hành tỏi các bạn nhé. Như vậy là mình có phần ruột của quả cà tím băm nhỏ, cà rốt băm nhỏ và hành tím băm nhỏ. Mình cũng dùng một cọng hành lá và băm nhỏ ra hoặc là sắt mỏng, sắt nhỏ ra như thế này. Các nguyên liệu của chúng ta rất là màu sắc và bắt mắt phải không các bạn? Mình cho toàn bộ các nguyên liệu đã băm nhỏ vào trong thịt xay. Ở đây là mình dùng 150g thịt xay các bạn nhé. Tiếp theo thì mình sẽ nêm vào một chút nước mắm. Chúng ta nêm ít nước mắm thôi. Món ăn này sẽ thiên về vị ngọt tự nhiên, vì vậy nên là chúng ta không nêm thêm các gia vị khác như là hạt tiêu. Mình trộn đều lên. Tiếp theo mình sẽ thêm vào một quả trứng nhỏ. Sau đó thì mình trộn đều lên. Các bạn lưu ý chịu trộn thật đều để cho trứng tan hết lòng đỏ và lòng trắng ra, các nguyên liệu hòa quyện với nhau. Bây giờ mình sẽ bắc một chảo dầu ăn lên bếp và đun sôi dầu ăn các bạn nhé. Khi dầu ăn sôi thì mình cho các lát cà tím vào trong chảo. Tiếp theo mình sẽ dùng thìa múc nguyên liệu nhân và cho vào bên trong của các khoanh cà tím. Chúng ta cố gắng là nhồi phần thịt vào thật là chặt các bạn nhé. Mình thừa một chút thịt bởi vì là lượng thịt lượng nhân khi mà mình làm sẽ phụ thuộc vào việc là cà tím của mình có rỗng nhiều ruột hay không ấy. Cho nên là hôm nay mình đã làm thừa một chút như thế này thì mình sẽ cho vào bên cạnh để rán. Phần nhân này rán để ăn riêng cũng rất là ngon các bạn ạ. Trứng, thịt, cà rốt, hành, chúng ta không nên bỏ đi, rất là lãng phí. Mình rán riêng ở bên góc như thế này nhé. Chúng ta rán ở lửa nhỏ hoặc là nhỏ vừa để cho thịt và cà chín. Mình lưu ý là mỗi lát mũ khoanh này thì dày 2cm cho nên là thịt sẽ khá là lâu chín đấy. Chúng ta rán lửa nhỏ thôi để cho thịt chín nhé. Khi mặt dưới đã chín vàng thì mình sẽ lật mặt. Chúng ta tiếp tục rán vàng đều mặt dưới.
Khi đã dán vàng đều hai mặt thì mình gấp ra đĩa các bạn nhé. Trong quá trình mà mình gấp ra đĩa thì chúng ta không nên hạ nhỏ lửa hoặc là tắt bếp đi, vì sẽ khiến cho dầu ăn hút vào trong món ăn hơn. Mình cứ giữ nguyên lửa hoặc là bật lửa to hơn một chút để đuổi bớt dầu ăn ra nhé. Các bạn thân mến, vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món cà tím nhồi thịt. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.